Thưa quý vị, những tràng pháo tay không dứt của quý vị đã giúp cho chúng tôi hiểu, vâng, rất hiểu rằng những ca sĩ trẻ là khách mời của chương trình này đã thật sự chiếm được niềm tin ở nơi quý vị. Họ đã hát với hết tấm lòng của mình, với sức trẻ. Và chính vì thế, chúng ta hết sức vui mừng trước sự xuất hiện của một lớp nhạc sĩ trẻ và ca sĩ trẻ trong làn sóng xanh. Và bây giờ là một đôi song ca rất trẻ và họ hát cũng rất tuyệt. Xin mời quý vị hãy nghe tiếng hát của đôi ca sĩ này qua một ca khúc của Tuấn Thành có nhan đề Mùa Đông. Và xin giới thiệu cùng quý vị Lâm Chí Khanh và Hiền Thùng. Một bài ca rất hay khiến bao người thấy mê say.